Xin chào tất cả các anh chị em yêu Lan. Hôm nay thì mình làm một cái video chia sẻ với lại toàn thể các anh chị em về cách để làm ki đối với lại cái cây phong lan phi điệp năm thứ 2 và năm thứ 3 để đạt cái tỷ lệ ra ki cao. Thì trước hết thì mình nói về một số cái đặc điểm của cây phong lan phi điệp. Thì đối với lại cái cây phong lan phi điệp ấy, thì nó có một cái đặc điểm là đến mùa đông, tức là vào mùa rét đó, thì cây phong lan phi điệp thì nó thắt ngọn và nó phình thân để nó tập trung cái dinh dưỡng vào cái phần ngọn của cây phi điệp để chuẩn bị cho cái mùa hoa, tức là đơm hoa và kết trái. Đó là cái sự sinh tồn và phát triển của cây phong lan. Thì nói về cái ươm ki ấy, thì cây phong lan thì nó có đến cái mùa đông thì nó thắt ngọn lại. Khi mà nó thắt ngọn thì nó sẽ tập trung cái dinh dưỡng vào cái đầu ngọn của cây phong lan để cho nó phân bố cái mầm hoa. Cái thứ hai nữa là nó tập trung chất dinh dưỡng vào đầu ngọn này để cho cái quá trình nó ra hoa thì nó cũng cần rất là nhiều các cái chất dinh dưỡng. Đấy. Và sau khi mà ra hoa thì cái thân nó sẽ teo tóp đi. Đấy. Thì nếu như mà ai mà đã trồng phong lan thì mọi người sẽ biết được cái điều đó. Và ngoài ra thì cái cây phong lan thì nó có một cái đặc điểm nữa là nó luôn luôn tập trung cái chất dinh dưỡng vào cái đỉnh sinh trưởng, tức là cái đầu ngọn này này. Nó tập trung chất dinh dưỡng vào đầu ngọn này để nó kéo dài cái thân ra. Vậy thì để cho nó không tập trung về đây, về cái ngọn này, thì bằng cách là chúng ta bấm cái ngọn này đi. Đấy, chúng ta bấm cái ngọn này đi, tức là bấm cái đỉnh sinh trưởng này đi. Và khi mà bấm cái đỉnh sinh trưởng này đi thì cái chất dinh dưỡng nó sẽ dồn về phía gốc. Đấy, nó sẽ dồn về phía gốc để cho nó sau đó thì nó sẽ tập trung vào cái đỉnh sinh trưởng mới, tức là nó ở cái gốc của cây phong lan này, tức là cái mầm gốc đó. Cái mầm gốc này lúc đó thì nó sẽ ra cái mầm gốc. Đấy. Nếu như mà cái mầm gốc này mà chẳng may mà nó bị sên ăn hay là bị hỏng chẳng hạn, hỏng cái mầm gốc, thì lúc đấy thì nó sẽ ra, nó lại ưu tiên cho những cái mầm mà ở phía gốc. Đấy. Ví dụ như ở dưới mầm gốc này nó bị hỏng thì nó sẽ ra ki ở đây và ra ki ở đây. Cái mầm này nó hỏng thì nó sẽ ra ki ở trên này. Đấy, và cứ như thế nó sẽ dần dần lên trên. Ở đây cụ thể là cái cây này thì nó bị thối nên là mình cắt cái ngọn này đi. Đấy, mình cắt cái ngọn này đi. Do nó bị thối nên là mình phải cắt. Khi mà mình cắt thì nó mất cái đỉnh sinh trưởng ở đầu của cái ngọn lan này. Thì nó sẽ dồn cái chất dinh dưỡng về phía gốc. Đấy, về phía gốc. Và các bạn thấy rằng là đây, nó có hai cái mầm gốc lên đây. Đấy, bên đây một mầm và bên đây một mầm. Và cái này thì nó còn, nó do là cái cây, cái thân này này, nó rất là khỏe, nó rất là lực, và cái bộ rễ này nó rất là khỏe nên là nó ra được hai cái mầm gốc rất là mập mạp như thế này. Và ngoài ra thì nó còn ra được một cái nụ bói ở đầu ngọn. Quay trở lại cái vấn đề làm ki thì chúng ta như mình thì là mình sẽ bấm cái đầu ngọn này đi, bấm khoảng độ đến đây. Sau đây thì mình sẽ làm để cho mọi người xem và tham khảo. Thì mọi người sử dụng cái dao lam để chúng ta bấm cái ngọn nó đi. Thì anh chị em là nhớ là cái dao lam thì anh chị em phải khử khuẩn bằng cách là sử dụng cái cồn 90 độ ấy. Ở đây thì mình đã có cồn 90 độ ở đây rồi. Và chúng ta bấm cái đầu ngọn nó đi. Đó. Ở đây thì là mình đã xử lý xong, tức là cắt xong.
Thì sau khi mà cắt xong thì những cái ngọn như thế này thì anh chị em chúng ta để vào chỗ râm mát thoáng gió, và chúng ta sử dụng cái cồn để chúng ta khử khuẩn. Chúng ta nhúng vào cái đầu này. Đấy, nhúng vào cái cồn 70 độ vào cái đầu này. Thì anh chị em nhớ là khi mà khử trùng cái dụng cụ ấy, tức là anh chị em khử trùng cái con dao tem này này, thì anh chị em là sử dụng là cồn 90 để khử trùng. Nhưng mà khi mà khử trùng cái vết cắt này ấy, thì anh chị em sử dụng cái cồn 70 độ để sát khuẩn vết cắt nha anh chị em nhé. Tại vì theo như cái hướng dẫn của nhà sản xuất ấy, thì cái cồn 90 độ này thì là cái hàm lượng ethanol nó trên 90%, thì là người ta để sử dụng để khử trùng cái dụng cụ y tế, thì chúng ta cũng để khử trùng cái con dao tem này. Thế còn đối với lại những cái ngọn của cây phong lan này thì chúng ta muốn khử trùng thì anh chị em sử dụng cái cồn 70 độ. Và ở đây người ta có hướng dẫn là pha cái cồn có cái hàm lượng ethanol trên 90% này thành cái ethanol có cái hàm lượng 70%, tức là cồn 70 độ đó. Thì chúng ta không pha thì tốt nhất là chúng ta mua cái cồn 70 độ về để chúng ta khử trùng đối với lại những cái ngọn như này, và chúng ta để vào chỗ râm mát để chúng ta tận dụng, chúng ta ươm ki. Tại vì những cái này thì nó cũng vẫn có thể ra ki được. Cái này thì nó tỷ lệ nó bị thối là cao, tại vì cái đầu ngọn này này thì nó tập trung cái chất dinh dưỡng về cái đầu ngọn này rất là nhiều, và nó có cái hàm lượng đạm ở trong cái ngọn này nên là nó rất dễ bị thối. Do vậy là anh chị em là để nguyên cái ngọn mà nó có lá như này, để sau khi mà có lá như này thì nó có tác dụng là nó sẽ bốc hơi nước, nó bớt cái hơi nước qua lá. Đấy, nó hơi nước nó thoát qua những cái lá, cái lỗ khổng khí ở mặt sau của lá này này, để cho nó thoát bớt hơi nước đi. Và cái thứ hai nữa là nó để cái lá này để cho nó tiêu bớt cái hàm lượng đạm ở trong cái thân của cây phi điệp đi. Thì khi mà nó tiêu bớt cái hàm lượng đạm đi thì cái tỷ lệ thối của cái cây lan nó sẽ giảm. Đấy, thì sau này thì khi mà cắt thân thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể anh chị em. Thế còn đối với lại những cái thân mà cái giò lan mà chúng ta đã cắt những cái đầu này đi rồi, chúng ta đã bấm những cái đầu này đi rồi, thì anh chị em để cái giò lan vào cái chỗ râm mát khoảng độ 2 đến 3 ngày. Thì anh chị em bắt đầu là mang ra, anh chị em bôi keo liền sẹo để cho nó khô, nó hết những cái nhớt nhớt ở cái đầu này đi đã, hết cái lớp nhầy lớp nhựa ở cái đầu này đi. Thì anh chị em bắt đầu là bôi keo để chúng ta, và sau đó thì chúng ta chăm sóc cái cây lan bình thường. Và sau đó thì đến khoảng độ 20 tháng chạp cho đến Tết âm lịch ấy, thì anh chị em bắt đầu là cắt cái thân này ra để chúng ta ươm ki. Đấy, thì khi cắt thì anh chị em có thể là cắt một nửa đấy, hoặc 1/2, hoặc là anh chị em cũng có thể là cắt 2/3. Nó tùy thuộc vào từng cái cây, tùy vào thể trạng của từng cây. Ví dụ như là cây mà nó khỏe thì anh chị em cắt 2/3 để anh chị em ươm ki. Còn cây mà nó yếu thì anh chị em cắt 1/2, tức là anh chị em cắt một nửa để chúng ta ươm ki. Đấy. Tại sao lại cắt vào cái thời điểm cuối tháng 12? Tại vì khi mà chúng ta cắt mà nó sớm quá ấy, thì cái chất dinh dưỡng nó tập trung, nó hồi về gốc và nó ra cái mầm gốc. Và khi ra cái mầm gốc mà nó vào cái thời điểm mà mùa đông ở miền Bắc nó rét, thì cái mầm gốc này nó rất dễ bị chai. Đấy, nó ra ki rồi nó bị chai, hoặc nó ra nó không lớn được, nên là nó làm hỏng cái mầm gốc của chúng ta đi. Nó làm giảm đi cái nhịp sinh trưởng và phát triển của cây phong lan của chúng ta đi. Đấy, do vậy là cái thời điểm cuối tháng 12 cắt là hợp lý nhất. Và khi mà chúng ta cắt cái thân này thì đến sang năm, thì nói thật với anh chị em là đối với lại những cây năm 2, năm 3 này thì chúng ta không cần phải làm mầm gốc, tức là chúng ta không cần phải kích cái gì cả, thì nó tự nó cũng ra cái mầm gốc. Và khi mà nó ra cái mầm gốc vào cái giai đoạn đầu xuân rồi ấy, thì cái mầm gốc đó này nó sẽ phát triển một cách bình thường. Tại vì ra xuân thì cái
khí hậu nó cũng ấm áp hơn. Nếu như mà có gió mùa đông bắc thì nó cũng không lạnh như là ở trong năm nữa rồi. Nên là cái thời điểm đó thì là mình thấy rằng là cắt cái thân để chúng ta ươm ki là hợp lý nhất, và nó hợp lý cho cả cái mầm gốc của chúng ta. Đấy. Chứ còn nếu không mà các bạn mà cắt sớm ấy thì nó ra được cái mầm gốc này, xong là nó ra được như cái hạt ngô ấy, xong là nó gặp rét nó lại trứng lại, thì như thế thì nó không tốt. Đấy, đối với lại cái những cái ki mà năm 1 thì nó không sao, tức nó ra được cái viên bi đấy thì nó không sao. Nhưng mà cái cây của chúng ta nó năm 2 năm 3 nó to nó dài như này rồi mà nó lại ra cái mầm mầm lỡ mà nó như cái viên bi ấy, thì thực sự là nó không tốt. Thì cái việc mà cắt cái đầu ngọn này thì nó tùy thuộc vào từng cây và từng thời điểm. Thì tóm lại là khi mà chúng ta thấy cái ngọn của cây phi điệp nó túm lại, nó túm lại và nó có cái dấu hiệu thắt ngọn, tức là khi đó thì nó chuẩn bị, nó tập trung cái chất dinh dưỡng về phía ngọn của cây phi điệp, thì chúng ta cắt, chúng ta bấm cái ngọn nó đi. Thì những cái cây nào mà nó thắt ngọn trước thì chúng ta cắt trước, và những cái cây nào thắt ngọn sau thì chúng ta cắt sau. Thì có những người thì người ta đã cắt cách đây khoảng độ gần một tháng rồi, thế nhưng mà có những người thì người ta cũng vẫn chưa cắt. Đấy, thì như cái cây này của mình thì cái ngọn này thì nó vẫn còn đang đi ngọn như thế này, thì là mình sẽ không cắt và mình để cho nó tiếp tục nó đi ngọn, và chờ đến Tết âm lịch đó thì là mình sẽ cắt cả cái thân này ra, cắt cả cái thân này ra để mình làm ki luôn. Và cái thời điểm đó kể cả nó còn đi ngọn tiếp thì mình cũng cắt để mình ươm ki, để cho cái mầm gốc của nó ra nó kịp thời vụ. Chứ còn nếu như mà chúng ta cứ giữ lại thêm một thời gian nữa thì nó ngọn của nó có thể là nó vẫn đi ngọn, thế nhưng mà cái mầm gốc thì nó lại ra muộn, thì nó cũng chậm cái mầm gốc. Thì mình xin kết thúc cái video chia sẻ hôm nay ở đây. Và nếu như mà các bạn thấy cái video chia sẻ của mình hay và có giá trị giúp ích cho các bạn thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh Đức Hoa Lan, để tạo thêm nhiều động lực để mình làm nhiều cái video có giá trị hơn nữa để chia sẻ tới toàn thể các anh chị em yêu Lan. Đức Hoa Lan xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em ở các video tiếp theo.